Xin được chào tất cả cô chú anh chị, tất cả quý vị và tất cả quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Hôm nay thì Xanh tới đây là nghiệm thu nhà của chị Diện, nhưng mà trong thời gian chờ mọi người đang dọn đồ ăn ra để mà mừng nhà mới thì Xanh sẽ gặp chị Diện một chút xíu để hỏi thăm cái cảm xúc của chị Diện coi thế nào hôm nay để chuẩn bị có nhà mới. Chị Diện ơi, hôm nay thì mình chuẩn bị mừng mừng nhà mới đó cho cô chú là Mạnh Thường Quân xem cái nhà mình đẹp thế nào á, là cảm giác của chị hôm nay là có nôn nao giống như là hồi hộp gì không? Dạ vui lắm. Vui lắm phải không? Hồi hộp, cũng hồi hộp nôn nao lắm. Dạ ha. Vui lắm, rất là mừng luôn á. Mừng lắm không? Dạ. Mừng. Dạ. Mừng nhờ cô chú Mạnh Thường Quân nhà hảo tâm á. Dạ. Cho được cái nhà nó mẹ con rất là mừng, người biết ơn lắm. Dạ. Mừng bữa nay em thấy chị Diện tươi hơn, có vẻ đẹp gái hơn trước rồi đó. Tại có cái nhà rồi năm mẹ con thấy cũng thấy là nhẹ lòng, nhẹ lòng nhiều á. Dạ. Thì chị Diện ơi, hôm trước thì chị em có gợi ý với chị nói là cái cốt của chồng chị á, khi mà làm nhà xong á là có thể muốn về thờ không, rồi chị có muốn là đem về để mà giống như là mình có nơi để mà thờ để cho có thể làm đám giỗ rồi các thứ á. Thì chị nhờ em đó, rồi hôm đó em hỏi cô rồi em đăng video lên, nó cũng có một số khán giả là la em nói là tại sao mà đi phỏng vấn cái kiểu mà nói em rảnh á, thì chị có thể nói với cô chú là tại sao mà em lại đi đi hỏi gì không? Chị có nhờ chú Xanh nè, nói là hỏi bà già chồng là đi ba đó là nói xin cái cốt về đặng cho, tại vì em ngại không dám đi. Đi sợ bà không cho, nếu mà nhờ chú Hoàng Xanh đi có thể bà cho, mà bà không cho thì thôi đi. Bây giờ biết sao bây giờ? Thì bây giờ chú Hoàng Xanh cũng nói dùng gì cũng cố gắng hết sức rồi. Dạ. Và bà cũng không cho nữa. Tại vì hôm đó khi em nói chuyện với chị á, thì chị có nói là ước gì mà giống như là cái nhà xong hoàn thành á, là ước nguyện của chị là muốn đem cốt chồng mình về để thờ luôn. Rồi cắt giấy tờ rồi các thứ. Cho nên á, thì em cũng nhiệt tình, em cũng nói thôi chị Diện để em đi hỏi cho. Tại vì chị có nói với em là chị ngại, chị không dám đi đúng không? Rồi khi mà hỏi thì cô thì trong video thì cô cũng đã nói là cô không có cho. Nhưng mà bây giờ chị vừa nói là cô cho thì mừng, còn không cho thì biết làm sao vậy chị? Cũng không có muốn lời qua tiếng lại phải không? Dạ đúng rồi. Dạ. Nếu mà cho thì mình đem có ổng về, mình thờ ổng rồi mình có đám giỗ này kia làm cho ổng đó. Dạ. Cho con đốt nhang rồi nhớ tới cha nó hoài vậy đó. Dạ. Bây giờ bà nội nó không cho thì thôi. Dạ. Chứ sao bây giờ? Rồi hôm trước có phải là chị hỏi em là giống như là hỏi thăm dò thử coi nếu mà chị qua mời cô á, mời mẹ chồng chị á qua đây cũng như là mình dùng cái bữa cơm giống như là mừng nhà mới á, chia sẻ cái niềm vui với các cháu nội á, thì cô có qua không? Nhưng mà em cũng nhận lời của chị, em cố gắng qua hỏi, nhưng mà cô thì cũng không có, cô nói là cô không có qua đâu. Cho nên thì em khuyên chị Diện cũng không cần qua nữa đâu, không cần phải qua mời cô, tại vì cô có nói rồi cô không có qua đâu. Dạ đúng rồi. Thì cũng có nhờ cho Xanh nói vậy, nếu mà mẹ chồng nó đồng ý thì mình cũng đi qua mời bà nội cho vui với cháu, con cháu. Người bà nội cho qua đi, người bà nội không qua thì biết sao bây giờ? Phải đành chịu thôi. Kính thưa tất cả cô chú anh chị nha, mặc dù là chị Diện được các cô chú anh chị Mạnh Thường Quân quý khán giả thương, nhưng mà chị Diện không bao giờ mà có ý giống như là gây có cho cảm giác giống như là giận hờn nhau lâu đâu. Chị Diện cũng nói là nếu mà được nếu mà mẹ chồng chị á, là qua chia sẻ niềm vui với gia đình chị với mẹ con chị á, thì chị cũng sẵn sàng đến để mời luôn. Tại vì hôm đó là chị Diện có chia sẻ với Xanh là nếu mà được mời mẹ chồng chị Diện qua để mà mừng nhà mới, nói chung là chỉ là mừng với mấy đứa cháu cũng được, chị Diện cũng muốn mời, tại vì dù gì là cũng là mẹ chồng không, cũng rất là tôn trọng. Nhưng mà nên chị Diện nhờ em qua hỏi cô, nhưng mà cô không qua đâu, không có qua. Nhưng mà Xanh phải cảm phục chị Diện, đó là một chỗ là chị Diện không bao giờ có ý căm thù hay là giận hờn gì cả. Nói chung là có cái gì thì chị Diện chịu một mình, nhưng là vượt qua. Đó là cái sự hiền lành chân chất của chị Diện. Cho nên ngày hôm nay là cái sự hiền lành, sự gọi là sống có sự là bao dung, có sự mà là hỷ xả, thì chị Diện nhận được cái kết cục rất là đẹp, rất là tốt. Giống như hôm nay thì mừng nhà mới đó, thì em chia sẻ chị Diện là giống như là chị Diện sống chị Diện không bao giờ mà căm thù hay là có ý mà giống như là hờn mãi á. Cái gì nó qua cho nó qua đi, mình đã qua cuộc sống mới rồi, sống mới đừng rồi, có giận cô nữa, kệ giận chi. Con người mình sống cứ thoải mái đi, cái gì bỏ ba bà ba hết đi, thì đó, đừng có đẻ trong lòng mà con bệnh á. Đúng rồi, mình cứ hướng về phía trước đó, mình sống hiền vậy thì cô chú mới thương. Giống như là giống như đạo Phật có nói là giống như là mình người đó làm khổ mình,
mà mình cứ làm khổ lại, mình làm qua làm Dạ. lại riết là biết khi nào mà hòa giải. Đúng rồi. Cho nên mình cứ kệ, ví dụ sau này chị có gặp cô, lỡ Dạ. mà có gặp á, Dạ. chị vẫn hỏi bình thường Hỏi thôi, bình thường. vẫn hỏi thường thôi, Nếu bình thường. mẹ không trả lời thì thôi, còn Dạ, mình thấy mình vẫn cứ chào, hỏi, vẫn vẫn chào. chào, vẫn hỏi Dạ. là đi đâu vậy mẹ, rồi Dạ. bay đó, nếu mà không trả lời thì kệ đi. Dạ. Từ từ cha mẹ cũng biết à. Dạ đúng Chứ sao rồi. bây giờ. Bởi vì Sanh thấy chị Diện như vậy, Sanh rất là trân trọng. Nên hôm đó Sanh cố gắng Sanh qua Sanh hỏi, mà ai về đâu là úp video lên Làm nó phiền cũng. chú Sanh nữa chứ. Làm Dạ. phiền chú Sanh mà không được nữa. tại vì một số khán giả nói em rảnh Thương hiệu quá, chú mà Sanh luôn không á. phải rảnh như chị Thiệt. ơi, nhưng mà tại vì em tính em á, Tại em vì làm việc em giúp tới nơi tới giúp chốn, tới nơi tới tại vì ước chốn. nguyện của chị Diện thấy thương quá. Dạ. Dạ. Chú Sanh là người tốt thiệt. Đi giúp năm mẹ con vậy là thiệt. Trời trời cao sẽ chúc cho chú Sanh thiệt được mạnh khỏe hoài luôn. Dạ cảm ơn chị Rồi Diện. trong công việc đó là cũng thành công hết trơn á. Dạ. Rồi được người ta ủng hộ kinh nhiều nhiều. Dạ. Kính thưa tất cả cô chú anh chị với khán giả, thì Sanh cũng chân thành cảm ơn quý khán giả luôn theo dõi kênh của Sanh. Thì cô chú comment thì Sanh cũng không có buồn đâu, nhưng mà vì Sanh muốn làm video như vậy để cho cô chú anh chị hiểu hơn, giống như họ hiểu từ hai chiều hai phía. Giống như lần trước Sanh có gặp cô một lần rồi, nhưng mà cô phản ứng như vậy, rồi lần sau Sanh cũng tới, Sanh cũng nhận lời của chị Diện qua hỏi thăm coi biết đâu là cô sẽ nguôi ngoai, cô sẽ qua, hoặc là cô sẽ cho đem cái cốt về để mà ước nguyện của chị Diện lúc nào cũng được. Tuy rằng là chồng mất rồi, rồi có nhà mới các thứ, rồi qua bên mẹ ruột ở, nhưng mà chị Diện vẫn rất là muốn thờ phụng chồng mình. Đó là cái điều đó Sanh rất là mến, cho nên Sanh nói thôi để Sanh cố gắng, Sanh đi qua Sanh giúp cho. Ai về Nhiều đâu chú Sanh là không không, được. cô thì cũng không có nói gì em, Dạ. cô nói không, có như là cô không muốn luôn rồi. Nhưng mà một số khán giả thì cũng trách em, nhưng mà thôi kệ đi, cô mọi người sẽ hiểu mà. Rồi bữa đó em qua hỏi gì xong cái bắt đầu lỡ rồi, không lẽ em qua em hỏi có một câu rồi em về cũng kỳ quá. Dạ. Nên em hỏi thăm cô của mấy đứa nhỏ là Dạ. em gái của chồng chị á, rồi có thương mấy đứa nhỏ không, rồi em cũng hỏi thăm này nọ để Dạ. cho nó có cảm tình hơn. Còn nếu mà vô mà em hỏi liền như vậy á, thì nó cũng hơi kỳ. Cho nên em hỏi vậy á, thì để cho khán giả mình nó sẽ có cái cách nhìn hai chiều. Dạ Thì dạ. có một số quý khán giả là cũng nói là không biết nguyên nhân tại sao, sao em không hỏi cho kỹ coi chị Diện với mẹ chồng chị Diện có gây lộn gì không. Dạ. Thì em phải hỏi cho hai chiều để giống như cô chú hiểu là em không có thiên vị gì ai hết, Dạ em đúng phỏng rồi. vấn cô, nếu mà Dạ. cô trả lời thế nào thì em đưa lên thế đó, Đúng đó cho nó rồi. đúng sự thật. Dạ. Thì cô nói ngay đây, cô cũng nói đúng, cô nói là không có gây lộn gì hết á, nhưng mà cô không muốn cho ở, tại vì cô Dạ. không có nuôi được, cô lớn tuổi rồi, rồi nhà này để cho con gái ruột của cô ở, rồi những điều mà cô nói cô không có muốn qua lại thì cái điều đó là bí ẩn với cô, bây giờ mình không có thể khai thác cô hết được, mình chỉ hỏi ý kiến của cô thôi, mình cũng Dạ. tôn trọng cô. Sẵn cho em hỏi là mấy bữa nay là thợ thi công rồi người ta làm á, rồi giống như là tại vì một chút xíu nữa là em nghiệm thu á, nhưng mà cho em hỏi là cái nhà mình có một cái khuyết điểm gì không, có chỗ nào có vấn đề gì không, chị nói cho em biết để mà chút xíu nữa em gặp thợ em có thể mà trao đổi để mà mình cải thiện lại. Cũng có gì đâu. Vậy hả? Ổn chứ? Có một chỗ kia bị dột rồi. Vậy hả? Dột là giống như là bắn tôn đúng Băng không? tôn rồi Dạ. nó có lỗi thì thôi chứ không có chỗ này. Nói chung mưa hồi tối quá trời nguyên một đêm một ngày luôn mà không có bị tạt gì hết trơn. Vậy hả? Vậy Thợ là ổn làm không? ổn. Không tạo, không tạc là Dạ, được rồi. không có gì Vậy hết. thì thế này nè, để một chút xíu em kêu ảnh nó bắn silicon vô. Dạ. Tại vì cái khi mà cái đòn tay của mình nó làm bằng kẽm á, thì nó Dạ. hơi cứng, mà khi mình khoan vô thì nó sẽ bị tuôn. Cho Dạ. nên nó thì cái chuyện đó thì không có bị ảnh hưởng gì hết, tại Dạ vì dạ. cái nhà em cũng vậy, khi mà thợ thi công á, thì người ta khoan là cũng Dạ, bị dột một cũng hai bị dột, chỗ, giống dạ. như là cái tôn là nó cái đòn tay nó dày quá thì mình khoan á, thì cái tôn nó bị ấy. Nhưng mà không sao, em sẽ kêu anh thợ phải bắn silicone lại cho nó hoàn hảo luôn Dạ. nha. Còn mọi thứ thì Mọi sao, thứ là ổn hết, ổn hết hả? không có gì hết. Dạ. Ổn hết trơn, không có gì hết. Nói chung mấy chú thợ làm tốt, Dạ. làm là chắc, Dạ. không có sao đâu. Tại vì kính thưa tất cả các chú anh chị, thì Sanh muốn làm phải làm cho chất lượng cho Sanh là giống như là nhà của Sanh vậy đó. Tại vì mặc dù nhà của chị Diện hay nhà của những hoàn cảnh khác, tại vì Sanh luôn đặt cái tâm của mình vào cái ngôi nhà đó. Cho nên tuy rằng ngôi nhà thì tiền nào thì của nấy, giống như là cái giá trị của cái nhà đó thì phải xứng đáng với giá tiền thì phải xứng đáng với cái nhà, chứ không phải là bỏ tiền ra như đó mà làm cái nhà không có ra gì là Sanh không có chịu. Đó, mình làm thì phải làm phải có tâm lâu dài. Cho nên á, anh thợ phải có tâm thì mới cộng tác với Sanh lâu dài được. Tại tính Sanh là làm như vậy đâu đó rõ ràng, làm mà cho qua lo là Sanh không có chịu. Chị là tóm lại là ok hả chị? Dạ ok Ok hết phải không? chứ. Chất lượng không? Chất Ok lượng, luôn, nói chất tiếng Anh luôn lượng. ha. Nói theo em hả? Nói theo chú Sanh. Rồi, Chứ biết tiếng Anh đâu. vậy thì tiếng Anh hả? Dạ.
Rồi mấy bữa nay có gì chơi chuẩn bị dọn đồ vô chưa? Chưa. Chưa hả? Vậy là bây giờ mình tham quan nhà mới đi rồi khi nào xong hết chân mình, tại đúng rồi, tại vì mình phải coi coi thợ có làm đạt chưa, mình mới giờ dọn, không đạt thì mình bắt làm lại đó. Rồi kính thưa tất cả cô chú anh chị, bây giờ thì mời tất cả cô chú anh chị sẽ cùng với Sanh sẽ xem video tiếp theo của Sanh, đó là sẽ mà mừng tân gia nhà chị Diện. Xin mời tất cả.